Nói đồ đạn này rồi. Sau này xuống những mấy cây nữa chửi lên để sẽ sau hai hôm sau để ghép luôn. Bây giờ thì không kỳ vọng nhiều nữa. Bây giờ thì không kỳ vọng nhiều. Đó, với chị xem cái video sạc nó vẫn còn. Cái video sạc nó vẫn còn. Xem anh em VRE anh. Ui xe. Cái này cùng một nhà mà xem một ông lên trời, một ông thì cứ chui vào gầm giường này. Cùng anh em một nhà mà bố này chưa gặp giường này quý vị. VRE thì thế nào? VRE thì quan điểm góc độ của em mình là xem dòng tiền cái này, còn lại quên chưa xem dòng tiền. Tức là cái quy trình bây giờ là phải xem dòng tiền đầu tiên. Đó. Xem dòng tiền đầu tiên xem là bên BM dòng tiền ở đâu. Đấy, dòng tiền này là lúc nó lên quá cao đấy, đúng không? Cao. Nó ngoan xuống là bạn. Đó. Rồi ông VRE, VRE dòng tiền ở đâu? VRE dòng tiền ở đâu đâu quý đấy đấy con vùng 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 này vùng mua gia tăng đúng là mua tích lũy rồi, mua gom tích lũy, mua gom tích lũy rơi vào ô mua gom tích lũy rồi VRE mua mua gom tích lũy ở trong vùng này rồi tích lũy chạy sideways đúng không, khu vực sideways là bánh trung bình này được này trên 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 dưới trên dưới thì bây giờ có thể vẽ cổ phiếu này theo hướng như thế nào quý vị nhỉ. Đó. Khám phá doanh nghiệp thì nó hơi chậm. VRE thì thế nào nhỉ? Giờ swing thường thường mà để nó rất khó chịu ấy, để mà cho nhà đầu tư khó chịu ấy, mà ở hàng hoa ở hàng ra ấy đi. Đây có một cái sọc đen nhá, tức là vẽ theo chiều hướng đen đủ quý vị nhá, chứ không vẽ theo FOMO gì cả, bởi vì nó đang ở cái nhịp là dòng tiền mua gom mà cái đó thì bây giờ em mình có thể là vừa nãy kể cái fibo dưới này đúng không, fibo đây thì nó ngoặc cái này đó, ngoặc cái đấy bây giờ lên đây ấy, lên đây thì chỗ này là cái khối lượng nhiều này thì nó lên một mạch lên trận đây luôn, tức là cái kháng cự nó không coi là gì cả, tức là khi xu hướng sideways ấy, thì cái kháng cự ở cái gì mấy cái đường này nó bình thường nó xuyên nó cứ nó đi giữa luôn, cái đường này đi giữa cái đường giá, tức là khi mà xu hướng sideways vậy nha, khi mà xu hướng sideways ấy, thì những cái đường mà là mấy cái đường trung bình đỉnh đáy này nó xu hướng sideways mà chị, thì cái đường trung bình đỉnh đáy nó ở giữa đúng không, nó ở giữa, thế nên là nó sẽ không phải đây là một cái kháng cự đâu, mà đây nó là cái đường 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 cân bằng, đường cân bằng Ichi là cái vấn đề cân bằng là đặt lên hàng đầu, là cân bằng thì cái đường giá này nó phải từ đường giá này phải bằng nhau thì nó đồng pha nó tương thích với cái thằng khối lượng trên này, thế nên là lên phần trận này luôn. À, nó sẽ phọt lên trên này luôn. Mà khi phọt lên trên này luôn ấy, nếu mà có lại cộng thêm một cái khối lượng nó tăng lên nữa ấy, thì có khả năng là nó phọt được phát trên này luôn, đúng không? Tức là đang phọt trên này. Và đoạn này là đoạn mây mỏng, đấy, phọt phát trên này luôn đấy. Đó, phát trên này bắt đầu lại chúng ta lại phải gì? Phải xem xét dòng tiền nữa, bởi vì vượt kháng cự thì nó cần phải dòng tiền vào. Nếu mà thu hút được dòng tiền mới vào nhá, thì nó vượt cái kháng cự này lên. Đó, vượt kháng cự này lên, nhưng mà lên đến đây ấy, thì sẽ có áp lực là gì? Đẩy đẩy giá xuống. Đúng không? Đẩy giá xuống, gap được đẩy giá xuống khi đó thì nó mới có khả năng là với chị nghĩ lên mạnh không ạ? Không đâu, bởi vì nó sẽ khả năng lên trên lên trên lên trên trên. Đó. Nó không lên ngay được. Cổ phiếu nặng mà, bởi vì bên dưới là rất nhiều hàng này cái gì, nhìn rất nhiều hàng mà. Bây giờ mà kéo cái này á, kéo yếu hàng này lên ấy, thì nó phải lên tận 30%, tức là lên tận 42 42. 42 thì dẫn đến cái trường hợp là gì? Thì vốn hóa của nó cao quá lớn và tác động chỉ số quá là nhiều đúng không, VRE là một cổ phiếu lớn với liều hơn cổ phiếu nó liên quan đến cổ phiếu lớn được cổ phiếu lưu hành rất là nhiều, thằng này là 2,2 tỷ nếu mà lên cái thì tác động chỉ số rất là nhiều đúng không, mà liên quan đến cái việc mà đây là ngành quản lý bất động sản thì thằng này mà lên thì cả lỗ ăn treo đúng không, cả lỗ ăn treo thì nó hơi khó, nó kéo lên phát 1.500 thì cũng tội đúng không, nên đâm ra là phải bình tĩnh. Thằng này là thằng điều phối, thằng BRE là thằng điều phối thị trường ở trong cái nhịp này rồi đúng không ạ, thế nên là thế nên là nó bị từ từ nói về thằng này chơi bất động sản như đây thì gì gọi là phát triển bất động sản đúng không? Chứ không phải là
phần về đầu 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 tư, tức là nó lại có rồi, để cho thuê mặt bằng, kiểu một ông là cho thuê mặt bằng, một ông là phát triển trên cái mặt bằng đấy, thì đây có thể xếp là một cổ phiếu bán lẻ, không phải bất động sản, đúng không? Bán lẻ thì nhóm bán lẻ nhá, quay trở lại ông bán lẻ thì sang thành thế giới đi ông, MWG đó, thì bây giờ đúng rồi, mấy bọn này nó đang chui gầm giường rồi. MWG thì như thế nào? MWG thì thường thường là cuối năm là chúng ta tích cực thu gom, đúng không ạ? Vẫn như cái video, vẫn như cái video là chìm trước về về MWG thì vẫn là cái xu hướng gì đây, từ 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 tà 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 mà lên, đúng không ạ? Từ từ tà 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 mà lên rồi đó, từ từ tà mà lên rồi, từ từ cuối năm đấy tốc độ của mình là tà 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 như vậy đó, được chưa? Đó là tốc độ có điểm của em mình về 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 cổ phiếu thế giới di động. Quay trở lại một số cổ phiếu liên quan đến bán lẻ, FRT xem sao, có tiền bây giờ FRT, iPhone, iPhone này cắm đầu sang này gáp vào này nhỉ, có sự kiện gì không này? FRT đồng tiền đồng cắm này, loanh quanh khu vực mua gom cái gì cắm xuống này, bữa này hai cây này cắm xuống nhỉ, nó cắm xuống này, chú gầm giường và thôi, hỗ trợ là 167 167 167 thì có khả năng là nó sẽ điều chỉnh xuống đây rồi. PE nó âm này, thằng PE này nó âm này, âm này, PE âm luôn, làm ăn lỗ à, lỗ. À, như vậy là chúng ta xem cái này vào đây, ui trời xấu quá cái này thôi, vào đây lên đây lên đây lên đây đó, tạm thời lên đây đã, bởi vì đây là cái cản khá là mạnh, cản khá là mạnh, nên quý vị xem cái vôn nó lên đấy, có lên hay không, lên đây có vôn lên thì mới vượt, mà lên đây vượt thì lại thẳng cho cái đỉnh này lên đó, kiểu này chỗ này phải có vôn nhé, còn nếu không thì quay đầu xuống đây đó, cái kiểu như vậy. Đây là cái góc độ của thằng FRT, thằng này nghe có vẻ là ăn nhiều quá hay nào mà lại âm, quý chị có mã nào cần quan sát vui lòng comment bên dưới quý chị nha, hello quý chị, quý chị nhớ ủng hộ em mình quả like đi chị nha, cảm ơn chị rất nhiều, chúc quý chị giao dịch thành công, lên trời không anh. Chào anh Châu Văn Trang, HDC lên trời không, lên trời HDC lên trời à, về đấy HDC gây đấy,